Đó, và chúng ta sẽ cùng nhìn với tài liệu 5 sao này. Chúng ta thế nào gọi là 5 sao? 5 sao là 5 cái ưu điểm vượt trội. Trong 5 cái ưu điểm vượt trội của một cái sự lựa chọn cơ hội thì lại có 5 cái lợi thế. Hay chúng tôi còn gọi là tài liệu 5 nhân 5. Ví dụ, tôi lựa chọn Zico về thứ nhất, Zicop có 5 cái ưu thế về góc độ của công ty. Thứ hai, Zicop có 5 cái lợi thế về sản phẩm mà đối thủ khác, công ty khác có thể chưa có hoặc là có nhưng chưa bằng. Thứ ba là 5 cái ưu thế về chính sách trả thưởng, 5 cái bước khởi động dành cho một người mới bắt đầu và 5 cái chiến lược trong từng giai đoạn khi tôi là một người mới, khi tôi là một người làm sao đây ạ? Đã thành công một chút rồi, khi tôi bắt đầu phát triển lên từng nước thang sẽ áp dụng từng chiến lược thành công này. À, như vậy thì xuyên suốt hành trình của chúng ta chỉ vẻn vẹn làm sao đây ạ? Với cái tài liệu 5 sao này là chúng ta đã có thể đạt được thành công tại Zicop rồi. Nhưng mà win to win thì không dừng lại ở thành công, mà win to win còn là hướng tới một cái thành đạt. Vì vậy chúng ta phải nâng cấp hơn nữa, thì cái điều này tôi sẽ không nói ở trong cái buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì với một người mới, tôi xin nhắc lại, đây là cái cách thức sử dụng tài liệu này. Một người mới, chúng ta chỉ cần chia sẻ ba cái vòng tròn đầu tiên. Tôi chia sẻ cho anh một cơ hội nhé. Cơ hội này, tôi chỉ cần 15 phút thôi, không cần nhiều. Nếu như quý vị không có thời gian, tôi chỉ cho anh 5 cái ưu thế về cái công ty mà tôi lựa chọn này, 5 cái ưu thế về sản phẩm mà công ty tôi lựa chọn này, và 5 cái ưu điểm về chính sách kinh doanh mà công ty tôi lựa chọn này. Xong. Vậy thì tùy thời lượng nhiều hay ít trong cái quỹ thời gian mình gặp đối tác, mà chúng ta thậm chí là tôi có thể chia sẻ cái này qua điện thoại luôn. Tôi có thể điện thoại cho một người, tôi chia sẻ trong 15 phút về làm sao đấy ạ? Ba cái vòng tròn đầu tiên này. Và cái vòng tròn thứ tư sẽ là vòng tròn về mặt giáo dục, đào tạo, 5 bước khởi động cho một người mới. Thì tôi sẽ có kiến nghị trong cái tuần tới hay hoặc là trong tuần này, thì anh Nguyễn Hữu Hoàn sẽ đào tạo cho quý vị về 5 bước khởi động dành cho một người mới bắt đầu. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 cần phải làm những cái gì, và cứ áp dụng theo như vậy là thành công. Cái này phải mất tầm khoảng ít nhất là 2 tiếng. 2 tiếng thì mới chỉ dành ra được là chỉ cho quý vị từng bước và những cái khái niệm để bắt đầu hoàn thiện những bước đó thôi. Còn nếu như mà đào tạo chuẩn ấy, sau này khi chúng ta có apply rồi ấy, thì riêng cái chương trình 5 bước dành cho người mới này chúng ta phải mất thậm chí là một ngày. Bao gồm chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị từ việc khái niệm xong, chúng ta sẽ còn là thực hành luôn. 1-1 ngồi với nhau như thế nào, 1-3 ngồi với nhau như nào, chúng tôi sẽ làm luôn cho quý vị xem. Và 5 cái chiến lược thành công chúng tôi sẽ đưa vào trong những cái chương trình đào tạo của Leadership mà những ai đăng ký chương trình đi Đà Nẵng đợt vừa rồi đây, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai. Và thưa các anh chị, vậy thì ngay bây giờ đây tôi sẽ nói về 5 thế mạnh liên quan tới công ty. Và bây giờ đây thì với tôi thì tôi không cần nhìn tài liệu, tôi cũng đã nói được rồi. Lợi thế số 1 đó chính là công ty chuẩn tuyệt đối về mặt pháp lý. Và khi ngồi với ông chủ tịch, chúng tôi nhận được một thông điệp. Cũng như khi đi dự 2 sự kiện ra mắt Zicop tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, trực tiếp ngài chủ tịch lên trên bục sân khấu nói trước hàng nghìn người, có một thông điệp ông truyền tải rằng ở tại Hàn Quốc cũng như ở tất cả các quốc gia mà Zicop đặt chân đến, triết lý của Zicop là tuyệt đối không bao giờ vi phạm pháp luật dù là nhỏ nhất. Đây là một trong những triết lý kinh doanh để tạo dựng lên một doanh nghiệp xã hội nằm trong top 10 chứng nhận B Corp của thế giới. Tuyệt đối không vi phạm pháp luật ở bất kể quốc gia nào dù là nhỏ nhất. Quý vị nhớ thông điệp này. Khi mà Zicop được cấp phép trong cái lĩnh vực network marketing ấy, thì tôi tin rằng không phải cá nhân tôi mà phải nói đến là hàng triệu người trong cái cộng đồng của kinh doanh mạng của Việt Nam bất ngờ. Tại vì sao mà Zicop lại được cấp phép? Tại vì sao bao nhiêu công ty khác sẽ lục hồ sơ hàng 5 năm nay rồi mà vẫn bị loại, trong khi Zicop nhiều người còn chưa nhớ được cái tên, thế mà lại đã được cấp phép. Nếu như quay trở về cái
bối cảnh chính trị của Việt Nam trong cái ngành đa cấp, thì tôi xin lỗi quý vị luôn là đa cấp Việt Nam sau 20 năm và bắt đầu khủng hoảng từ 2015 cuối 15 cho đến cuối 2019, thì đây được coi là một cuộc khủng hoảng phải nói là gì ạ, tồi tệ và đen tối nhất trong ngành đa cấp của Việt Nam. 5 năm mà chỉ có đi rút giấy phép, chỉ có làm sao đây ạ, đóng cửa các doanh nghiệp chứ không có một công ty nào cấp mới. 5 năm mà không có một công ty nào có thể tăng trưởng cao hơn những cái năm của 15 năm trước, mà chỉ có làm sao đây ạ, suy thoái. Thậm chí những người làm luật và những người chịu trách nhiệm, tôi xin lỗi quý vị ở đây là trong cái nhóm nhỏ tôi dám nói là có những người còn bị mất chức vì cái ngành đa cấp. Cho nên không ai dám mạo hiểm đánh đổi cái sinh mạng chính trị để mà gì ạ, ký và để mà cấp cho một công ty, nếu như nó là một công ty làm sao đây ạ, không tốt. Bao nhiêu tiền tôi cũng không thể ký được. Cho nên đấy là cái nguy hiểm. Và cái thông tin chúng tôi biết được rằng không ai dám ký. Nhưng mà khi Zico về và nhận hồ sơ của Zico thì nhà nước Việt Nam lại dường như là mở cửa đón chào. Và ngay cả Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh Nguyễn Sinh Nhật Tân làm sao đây ạ, ký cũng rất là cảm thấy là happy, rất là hạnh phúc. Tại vì sao? Thứ nhất, đây là công ty chuẩn chỉ một cách tuyệt đối về mặt pháp lý. Nhưng thứ hai, đây lại là doanh nghiệp xã hội đầu tiên và duy nhất trên thế giới trong cái lĩnh vực network marketing. Chưa có công ty thứ hai, thưa quý vị. Và chắc hẳn quý vị đã tìm hiểu nhiều về công ty xã hội rồi. Và thế nào là một công ty xã hội? Thì có rất nhiều người ở Việt Nam nhà mình thì chưa biết, và thậm chí là tôi cũng chẳng giấu giốt đâu. Cá nhân tôi này, tôi cũng không biết. Sau khi tôi biết gì cô, tôi thấy cái ông chủ tịch gặp chúng tôi và nói rằng à đây là công ty xã hội, thì tối ngày hôm đấy về tôi mới search về công ty xã hội. Và cả cái đêm mà tôi về tôi đọc về công ty xã hội trên mạng, tôi mới thấy rằng ôi mình thật là không có trí tuệ một chút nào cả. Mình thật chẳng hiểu biết gì cả. Và thậm chí mình còn thấy hổ thẹn với chính mình. Bao nhiêu năm qua mình đi kinh doanh, mình đi làm, mình chỉ biết làm sao cho, và vỗ ngực nói rằng tôi là người làm rất giỏi, tôi là người lên cấp rất nhanh, tôi là người thu nhập rất nhiều, doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp doanh thu lớn nhất. Nhưng thưa quý vị, ở các quốc gia phát triển về mặt tri thức ấy, các doanh nghiệp tốt nhất chưa phải là những doanh nghiệp được tôn trọng nhất, mà phải là những doanh nghiệp mang lại những cái giá trị và sứ mệnh, mục đích, triết lý kinh doanh của họ phải hướng tới toàn cộng đồng. Đó mới là những doanh nghiệp được tôn trọng nhất. Cho nên doanh nghiệp xã hội mới được Pilat chứng nhận, một cái chứng nhận của đó là P-Corp, tức là tìm ra những công ty, tìm ra những tập đoàn tốt nhất cho thế giới, chứ không phải những công ty tốt nhất trên thế giới. À, tôi có thể là công ty doanh thu tốt nhất, tôi có thể là công ty làm sao đấy ạ, tạo ra cái sản phẩm tốt nhất, nhưng cái sản phẩm của anh làm ra tôi dựa trên những tiêu chí khác để tôi đánh giá, nó có tốt cho môi trường không, nó có tốt cho gì ạ, xã hội hay không, nó có tốt thực sự cho những cái người, đại bộ phận của người dân trên toàn thế giới hay không, hay là nó chỉ đáp ứng được về mặt doanh số, nó chỉ đáp ứng được về mặt thị hiếu, nó chỉ đáp ứng được về mặt thị trường trước mắt mà thôi. Cho nên tại vì sao những cái công ty như là sản xuất thuốc lá ấy, nó không thể được coi như thế là nằm trong những cái top vinh danh, thậm chí là bất kể một cái chương trình gì, đừng nói đến cái việc là vinh danh của Pilat, của cái việc là chứng nhận về về P-Corp này. Cho nên báo cáo với tất cả các anh chị là chúng ta mới thấy rằng khái niệm về doanh nghiệp, khái niệm về làm kinh doanh của chúng ta vẫn còn ở một tầm đó là gì ạ, vỗ ngực xưng tên và làm sao để cho chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng đối với cả Zico thì hoàn toàn khác. Họ tạo dựng một doanh nghiệp từ năm 2007 là gì? Là một doanh nghiệp xã hội tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội, như là những người khuyết tật, như là những trẻ mồ côi sau khi mà đủ cái tuổi để lao động, vân vân. Họ tạo ra những sản phẩm trên những tiêu chí đầu tiên là tuân thủ pháp luật và minh bạch tuyệt đối về tài chính. Đừng nói đến cái câu chuyện của trốn thuế ở đây. Bao nhiêu ông về đến Việt Nam và nói rằng ôi dồi ôi, cái thị trường Việt Nam này nếu như mà cứ làm đúng luật
thì làm sao mà giàu được? Nhưng với Zcorp, tôi không phải công ty mở ra để có lợi nhuận và để giàu, mà công ty của tôi bản chất đã là một công ty xã hội. Tôi làm để phục vụ cho cộng đồng xã hội. Trời ơi quý vị ơi, một người làm network marketing chia sẻ cái điều này có hạnh phúc không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Đó là một cái lợi thế mà tôi nói rằng đây là lợi thế mà các doanh nghiệp khác không có. Tại vì hiện tại bây giờ Zcorp đang là công ty duy nhất trên thế giới phát triển trong ngành network marketing, mà network marketing lại là doanh nghiệp của chia sẻ, của truyền khẩu, của con người với con người, thì còn lợi thế nào hơn nữa. Và chỉ cần một cái khía cạnh này thôi là tôi đã có thể làm sao đấy ạ, chinh phục được rất nhiều thị trường, chinh phục được rất nhiều những con người đồng cảm trên toàn thế giới rồi. Tôi chưa cần phải nói đến những yếu tố khác. Và cái lợi thế thứ ba như tôi đã nhắc tới, đó chính là 3 năm liên tiếp lọt trong top 10 chứng nhận B Corp, tức là doanh nghiệp trong 3.000 doanh nghiệp xã hội được chứng nhận thì nằm trong top 10. Thưa các anh chị, là cái điểm này chúng ta đừng nghe và cho qua. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, không ai có thể bia, không ai có thể quảng cáo, không ai có thể che mắt được người khác đâu. Cho nên những cái điều tôi nói đây, các anh chị hãy search ngay trên mạng vào buổi tối ngày hôm nay. Thế nào là doanh nghiệp xã hội? Việt Nam mình đã có luật cho doanh nghiệp xã hội chưa? Có rồi, 2014 Việt Nam đã có ban hành luật cho doanh nghiệp xã hội rồi. Ít nhất phải trích lại 51% lợi nhuận trong một năm. Đấy, một năm tài chính ông có tổng là doanh thu trừ đi chi phí ra được cái lợi nhuận sau thuế đấy, là ví dụ như 100 tỷ thì ông phải trích lại ít nhất là 51 tỷ để phục vụ cho công tác xã hội. Còn Zcorp thì cam kết ký với chính phủ Việt Nam đó là dành lại 100%, chứ không phải là 51% như quy định của luật Việt Nam. Thế thì làm gì có cái ông Bộ Công Thương, ông nhà nước nào mà không hoan nghênh và không cấp phép cho để mà triển khai. Và bây giờ còn đang mong là khai trương sớm đi. Đấy, nhưng mà vẫn phải tuân thủ chặt chẽ về mặt luật pháp. Cho nên các vị đừng dục, các vị đừng dục Zcorp, tại vì nó không đúng với cái sứ mệnh của Zcorp. Các vị cứ bảo rằng khai trương đi, khai trương sớm đi. Nhưng mà thưa quý vị, là bây giờ luật Việt Nam là phải có chứng chỉ tôi mới khai trương. Mà triết lý kinh doanh của cái ông này là như vậy rồi, cho các vị đừng có mong muốn thay đổi được. À, kính thưa quý vị, là B Corp là gì? Các vị cũng xuất bạn đi, để các anh chị biết là rằng tôi thách một sản phẩm nào dù là tốt đến mấy, nhưng mà không đạt được đủ những cái tiêu chuẩn mà dùng tiền có thể mua được chứng nhận B Corp trên thế giới. Người ta bảo rằng các chứng nhận thì hoàn toàn có thể dùng tiền để mua được, nhưng các anh chị đọc kỹ về B Corp đi sẽ thấy rằng đây là một cái chứng nhận không thể dùng tiền mua được của một tổ chức phi chính phủ. Út có thể zoom to cái và mình. Kính thưa quý vị, zoom to lên ạ. Được không ạ? Mọi người sẽ tốt hơn. Ok, đó chính là chứng nhận B Corp trên thế giới, là lợi thế thứ ba của Zcorp. Lợi thế thứ tư đó là gì? One Server, One Marketing và One System. Thế nào là One Server? Là một máy chủ toàn cầu. Zcorp nó giống như là Facebook như quý vị ạ. Các vị cứ hình dung là như thế. Tức là bây giờ đây nó có thể kết nối được với tất cả người dùng trên toàn thế giới. Hàng tỷ người thì cùng làm sao đấy ạ? Nếu như anh có thể kết bạn, anh có thể trò chuyện, nó không có biên giới. À, quý vị đâu phải là ở Việt Nam là chỉ có kết bạn được với những người Việt Nam. Quý vị hoàn toàn có thể ở Việt Nam mà kết bạn với Mỹ, kết bạn với Pháp. Các anh chị có thể nói chuyện với hết tất cả mọi người bên đấy. Đấy là với của Facebook. Thì đây, để mà làm được như vậy thì các anh chị biết rồi. Nếu như mà search trên mạng biết được cái gì ạ? Cái bộ máy của Facebook, cả một cái tòa nhà và vào làm sao đấy ạ? Những cái cỗ máy lớn kinh khủng khiếp. Thì ở đây ấy, Zcorp cũng đã đáp ứng được một cái nền tảng 4.0 tuyệt vời. Đó chính là một máy chủ toàn cầu. Tức là gì? Toàn thế giới này coi như là một thị trường phẳng. Một ID kinh doanh của anh có thể phát triển, mở rộng ở bất kể quốc gia nào mà Zcorp đã đặt chân tới. Hoặc anh hoàn toàn có thể đi khai phá thị trường và sau đấy Zcorp sẽ làm sao đấy ạ? Đến cái quốc gia đó, làm việc với chính phủ để tiếp tục đưa sản phẩm đến những quốc gia đó mà không bị lệ thuộc vào cái khoảng cách về địa lý, về biên giới.
Đấy, ví dụ như tôi có ID của tôi rồi. Bây giờ tôi có một người bạn ở bên Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn có thể bán sản phẩm cho một người bạn ở tại bên đó. Tôi hoàn toàn có thể tuyển giúp một người ở tại bên Mỹ nằm trong cây hệ thống của tôi. Không giống như những công ty cũ. Đó là mỗi quốc gia là một server. Vì vậy, khi tôi bảo trợ cho một người ở quốc gia khác, tôi không thể dùng ID của mình được, mà tôi phải dùng ID của một thành viên ở quốc gia bên đấy và phải chia nhau cái gì ạ? Hoa hồng. Nhưng ở đây không như vậy. Đây là lợi thế. Điện toán đám mây riêng và một máy chủ toàn cầu. Và đây là công ty tiên tiến để áp dụng cái gì ạ? Nền tảng công nghệ vào trong network marketing. Quan marketing, một chương trình quảng cáo, một chương trình về làm sao đây ạ? Chia sẻ, bán hàng. Tất cả trên app của Zcorp các anh chị vào là đã có đầy đủ các thông điệp. Không có tam sao thất bản, không có kiểu là gì ạ? Ở nước này nói một kiểu, nước kia nói một kiểu. Không có kiểu là gì ạ? Ở Hà Nội thì chia sẻ một đằng, về đến Vĩnh Phúc hay Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì lại chia sẻ một kiểu khác. One marketing và one system, hệ thống đào tạo đồng bộ. À, chúng tôi sẽ có những cái chương trình từ tuyển dụng, từ đào tạo, từ bán hàng, đều là sao đây ạ? Online hay offline thì chỉ chuẩn chỉ theo một cái form đấy mà thôi. Các anh có thể thêm mắm, thêm muối, biến tấu, hài hước, vui nhộn. À, có thể kể chuyện cười, kể chuyện khóc vào trong đấy. Là tùy những cái người chia sẻ, chúng tôi có kiểm duyệt. Nhưng cái cốt lõi cho... trên cả kênh offline, đó chính là One Server, One Marketing và One System. Và cái lợi thế thứ năm, thưa các anh chị, đó chính là đây là một công ty rất là trẻ trong ngành network marketing. Vậy thì công ty trẻ là công ty có lợi hay không? Thứ nhất, trẻ nhưng không phải là non kém. Tại vì Zcorp đã khẳng định được từ lĩnh vực của truyền thống từ năm 2007. Khẳng định được bằng gì? Bằng sản phẩm, bằng nền tảng, bằng doanh nghiệp vân vân rồi. Đến năm 2015, Zcorp mới chính thức gia nhập vào kênh network marketing. Không những ở tại Hàn Quốc mà đã xâm chiếm vào thị trường Hoa Kỳ, thị trường Nhật Bản, thị trường Đài Loan. Vì sao Zcorp lại thâm nhập vào ngay Mỹ? Tại vì Mỹ là một cái cường quốc về kinh tế và đây là một nước khó tính. Đưa được sản phẩm vào Mỹ cần rất nhiều khâu kiểm duyệt. Và khi thằng Mỹ nó chấp nhận là tôi đã có thể toàn cầu hóa được rồi. Đánh vào thằng Nhật để chiếm lĩnh toàn bộ châu Á. Thị trường Nhật khó tính vô cùng luôn. Thưa các anh chị, Bộ Y tế của Nhật Bản đã duyệt và đồng ý. Thì gần như hồ sơ gửi về các quốc gia khác chỉ còn là cái vấn đề của thời gian. Chứ không có gì khó khăn hết. Đài Loan cũng là một quốc gia rất khó tính. Và Việt Nam lại là quốc gia không phải để chứng minh rằng tôi có được thị phần. Mà Việt Nam là chiến lược của mọi quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp tập đoàn trên thế giới. Đây là một quốc gia với gần 100 triệu dân, thị trường trẻ, với cái độ tuổi lao động tuyệt vời. Đặc biệt Việt Nam là những con người học hỏi nhanh, giỏi, năng động, sáng tạo. Tôi đã từng được nhận những lời khen, và đây không phải là khen xã giao, mà những cái lời khen thật lòng của bọn Đài Loan, của bọn nước ngoài, và anh Vũ Lợi cũng như vậy. Đó là người Việt Nam bọn mày là do thái của châu Á. Bọn mày là thầy trong ngành network marketing. Chỉ vì là bản thân là Việt Nam còn chưa có cơ hội thực sự để mà đa phần toàn bị bọn khác nó về nó tuyển dụng. Thằng Malaysia, thằng Thái Lan nó về đây nó tuyển người Việt. Chứ mình chưa có một cơ hội, một công ty nào để mình ngược trở lại, đi mở thị trường quốc tế và tuyển dụng những thằng quốc tế. Nhưng mà về con người Việt Nam thì thưa quý vị là gì ạ? Hội tụ đầy đủ những cái tố chất để trở thành những triệu phú đô la, thậm chí là những tỷ phú đô la đầu tiên trong ngành network marketing của thế giới. Báo cáo các anh chị là như vậy. Cho nên này, Zcorp 2015 đã đi vào cái ngành này rồi. Và nó lại tiên phong ứng dụng cái nền tảng công nghệ để xây dựng và phát triển. Tôi sẽ đi vào cái slide có con số, tôi sẽ phân tích với các anh chị rất là chi tiết nhá. Đấy, vậy thì đây là 5 cái lợi thế về mặt công ty này. Và chúng ta cùng xem này. Đây là giấy phép đăng ký tổ chức network marketing của Zcorp.
Đây, các vị nhìn kỹ chưa? Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp công ty G-Corp Việt Nam. Đấy. Và không phải một ai khác, trực tiếp ngài chủ tịch tổng giám đốc của G-Corp toàn cầu đứng tên trên giấy phép của G-Corp Việt Nam. Các anh chị thấy chưa? Được cấp ngày 20 tháng 11 năm 2019. Đây chính là ngài chủ tịch sinh năm 1973. Tiền đồ còn rất là sáng lạ. Một người sinh năm 73, thế hệ trẻ của Hàn Quốc không có những cái bảo thủ cố chấp như là những cái gì á, thế hệ trước, với rất nhiều những cái năng động sáng tạo, đạt được rất nhiều những cái gì, chứng nhận bằng khen của tổng thống, các cái giải thưởng danh dự của xã hội, cái bằng khen của thủ tướng, bằng khen của Bộ Thương mại, đấy chính là Bộ Công Thương của mình đấy các anh chị ạ, hay là bằng khen dành cho công dân đóng thuế, hay là nhân vật tự hào của quốc gia Hàn Quốc. Và đây quý vị, ông lại là một nhà khoa học, là một nhà khoa học của tập đoàn LG trước đây, đấy, xây dựng lên tập đoàn G-Corp. Và đây quý vị cùng xem, đây chính là chứng nhận danh giá cho những doanh nghiệp xã hội trên thế giới, chứng nhận B-Corp, quý vị nhá. Cái chữ B này này, mà nó được làm ở trong những cái sản phẩm của bất kể một công ty nào, thì là một cái niềm tự hào vô cùng tận luôn, thưa với tất cả quý vị. Và đây, đây chính là những quốc gia mà G-Corp đã tới. Hàn Quốc là công ty mẹ rồi, Mỹ này, Đài Loan này, hay là Nhật Bản này, các anh chị nhìn thấy kỹ không ạ? Đấy, cái mảng sản xuất hay là cái mảng gì ạ? Phân phối. Đấy, và đây chính là những con số biết nói khi mà chúng ta phân tích về tập đoàn. Năm 2007, G-Corp thành lập công ty xã hội đầu tiên là General Bio, đây là công ty mẹ. Đến năm 2015, G-Corp gia nhập ngành Network Marketing, lúc này đứng thứ 103 ở tại Hàn Quốc với doanh số là 900 triệu won, tức là mới khoảng có 200 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng trung bình mỗi năm 2016, 2017, 2018, tốc độ tăng trưởng trung bình thấp nhất là 51% và cao kỷ lục lên tới 324% một năm. Đến năm 2018, G-Corp đã đạt được 84 tỷ won, tức là bằng khoảng 2.000 tỷ Việt Nam đồng tại Hàn Quốc. Thưa quý vị, từ vị trí 103, vươn lên top 10 các doanh nghiệp có doanh số trong ngành lớn nhất ở tại Hàn Quốc, và năm 2019 vừa rồi, thì lại còn cán trong cái top 3 những doanh nghiệp có doanh số lớn nhất. Các anh chị cùng để ý nhé. Hàn Quốc ấy, trong những năm gần đây nó vẫn cứ phát triển ngành network một cách bình thường. Rất nhiều các công ty, các tập đoàn toàn thế giới đều có mặt ở tại Hàn Quốc. Amway, Luskin, Atomy, vân vân, rất nhiều các công ty vẫn đang làm việc tại Hàn Quốc bình thường. Mà Hàn Quốc có quá nhiều sản phẩm tuyệt vời để người dân lựa chọn. Dân số Hàn Quốc chưa được 50 triệu dân, tức là bằng có nửa dân số Việt Nam thôi. Cơ hội kinh doanh của Hàn Quốc thì làm sao đây ạ? Lại có quá nhiều, chứ không phải chỉ là trong cái lĩnh vực của network marketing, mà họ còn đạt được cái mức doanh thu 2.000 tỷ đồng trong vòng một năm. Thì tôi tin rằng 4 năm tại Hàn Quốc, về tới Việt Nam chúng ta chỉ mất một năm thôi để đạt được cái con số 2.000 tỷ này, mà thậm chí còn hơn thế nữa. Khi mà 5 năm qua hàng triệu người Việt Nam đang mong chờ một cơ hội thực sự bền vững. Không có. Hàng triệu người trong lĩnh vực này đang mong chờ, thưa quý vị, mà bao nhiêu các doanh nghiệp lại còn suy thoái như vậy, thì bây giờ đây là cơ hội. Cho nên chỉ một năm thôi thì đây mới là thời kỳ thực sự quay trở lại của ngành network marketing Việt Nam. Và các anh chị đây, đây là những con số biết nói nhá. 2.000 tỷ mà 40% nhân với 2.000 tỷ là bằng bao nhiêu ạ? 800 tỷ chia cho cộng đồng hệ thống của chúng ta, thì làm gì mà chúng ta không nhiều tiền? Rất nhiều tiền là đằng khác. Cho nên báo cáo với tất cả các anh chị là đây là những con số mà các anh chị có search thể trực tiếp trên những cái gì ạ? Trang web chính thống của thống kê báo cáo của Bộ Thương mại của Hàn Quốc, và chúng ta cũng để ý thấy. Và tất cả những cái mà chúng tôi đưa ra đều là có dẫn chứng rất là chi tiết về lợi thế công ty.